chào các bạn. Đây là mình chơi Michael lắp tập 2. Hello các bạn nha. Các bạn. Hello các bạn nha. Các bạn, mình hơi ngã rồi. Mình đây nha, mình đã quay trở lại rồi. Mình đã quay trở lại ăn sữa à? Hello các bạn, mình đã trở lại ăn trưa. Ui, các bạn ơi, Hưng chơi ẩu đoán đấy các bạn ạ. Đâu? Chơi ẩu đoán lắm. Đâu? Và kẹp rồi. Trời toán bị ngã rồi. Thì mình ra đi. Các bạn ơi, để mình làm một căn nhà. Các bạn ơi, các bạn mà bây giờ ra tập 2 rồi. Đây là Hương đang làm nốt cái các nhà. Các bạn ơi, mình hiểu nhau màu nhá. Đang làm nốt cái nhà của Hero Team. Cả ca mui đang xây cho Hero Team một cái căn nhà toàn màu sắc của Hero Team nhá. Các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn nhớ xem hết video này nhá. Các bạn muốn chơi thì tải nhá. Muốn chơi các bạn tải nhá. Các bạn tải nhá, xong chơi. Đây hay lắm các bạn ạ. Hay lắm. Tải Free Fire nhá. Bao giờ mình lại làm thêm video Free Fire nữa cho các bạn xem. Các bạn nhớ xem nhá. Mình mấy hôm đang xây nhà căn cứ xây nhà. Bao giờ mình sẽ làm vlog cho các bạn xem. Đây là trò chơi gì đây? Michael làm cái gì? Làm video. Ông Michael xây nhà làm cái gì? Xây nhà. Xây đến đâu rồi? Xây đến bậc cuối cùng. Em làm nhà đẹp nhá. Bim làm nhà đẹp nhá. Làm đến bước nào nói bước đấy. Nào, làm đến đâu rồi? Đây mình sắp xong rồi các bạn nhá. Mình sắp xong rồi. Còn mấy vào lúc nữa thôi. Trời, đập nhầm mà Hưng. Xong. Xong chưa? Chưa. Xong. Xong rồi nha các bạn nhá. Xong bước tiếp theo làm gì? Tiếp theo làm nhà. Làm bậc lên. Sao làm nhà nhiều thế? Vâng mắt tưởng này. Đây là nhà trên trời luôn phải thế. Giờ làm cái gì tiếp? Thiếu một cái đào lên. Nên làm cái gì? Bây giờ làm thùng bò trước đi. Eo ơi. Bây giờ phải làm nhà. Bây giờ làm gì ở Bim? Làm nhà. Bây giờ mình sẽ làm đắp kính nhá. Đắp kính lên. Đây mình xây cái này thôi. Hướng này. Hướng lên cho Bim xây. Giờ đến đây Bim. Rồi các bạn ơi. Cày ơi. Các bạn ơi, hôm nay chị sắp là đi đâu ạ?